Xin mến chào tất cả anh em nhé. Hôm nay sẽ làm cái video em sẽ mở lắp cho anh em xem nội thất ở bên trong con cục đẩy MA1300 này, bên trong nó có những cái gì đấy, mạch miếc như làm sao, đúng không? Và em sẽ test chất âm của nó cho anh em xem đấy. Hôm nay làm rất chi tiết về con này đấy, như anh em nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp, con này rất là khủng bố anh em nhé. À, nó size lên tới 3U, size 3U. Đấy. Đây là một dòng đẩy 4 kênh. Đấy. Mỗi kênh này anh em có thể chơi được một cặp bát 40 coi 100 anh em nhé. Mỗi kênh này anh em chơi với em một cặp bát 40 coi 100. Đấy. 4 kênh này anh em chơi 8 quả bát 40 coi 100. Quá kinh khủng đúng không? Nhà bác nào mà trong gia đình chơi thì chơi hai cặp bát 30 hoặc hai cặp bát 40. Đấy, nhưng mà chắc là cũng không đến mức độ hai cặp bát 40 đâu. Đấy, gọi hai cặp bát 30. Sau đó hai kênh này anh em có thể chơi súp, đánh súp hoặc là chơi, chúng ta chơi quán ba, chúng ta chơi như thế này thì mỗi kênh này anh em này chơi quả súp nhá, một quả súp kép quá ác luôn, mỗi kênh này chơi quả súp kép quá vật vã luôn đúng không, đánh quá căng luôn. Hai kênh này anh em chơi riêng chơi quán ba, anh em hai kênh này chơi, anh em chơi hai quả bát đấy, hai cặp bát 40 và hai kênh còn lại anh em chơi hai quả súp, hai quả súp kép. Quá chi là kinh khủng. Giá con này thì nó không hề rẻ anh em nhé. Giá không hề rẻ. Nó là... bên em đang bán với giá là 10 triệu. 10 triệu không bao ship cho anh em. Mặt đằng trước và đằng sau thì nó đều có hai quạt tản nhiệt làm mát. Quạt rất chi là to. Rất là bự anh em nhé. Máy chạy thì rất là êm, mát. Chơi con này thì lúc nào nó dư công suất, cho nên là... về cái độ bền của nó thì nó quá là bền luôn anh em nhé, nó quá trâu bò. Nhìn nó đã như thế này rồi đúng không ạ? Nó đã đẹp nhưng mà nó lại rất chi là khỏe. Đấy. Đẹp mà lại khỏe anh em nhé. Đó. Đây, dây nguồn của nó đây. Dây nguồn quá chi là to, cá bự luôn đúng không ạ? Quá chà bá luôn. Quá vật vã luôn. Cho anh em xem đằng sau. Đằng sau thì chúng ta, cái này chúng ta dùng rắc lưu trích, chúng ta có thể đấu loa anh em nhé. Cắm loa vào đây. Còn đây là cái đường input của cổng A, B và CD. Còn đây là cái đường link. Link từ kênh nọ sang link nhé anh em nhé. Đó. Đó, chúng ta có thể link. Hoặc là đây, những cái nút này là nút gạt stel, parallel. Đấy. Và rít. Stel là chúng ta để chuyên để đánh full anh em nhé. Đấy. Đấy, gạt mức stel này. Đấy. Là chế độ chuẩn nhất. Còn đâu parallel, tức là chúng ta gạt sang parallel, nó sẽ là link kênh. Ví dụ như chúng ta gạt parallel. Đấy, gạt parallel thì nó sẽ từ link từ kênh kênh B. Đấy, link sang kênh C chẳng hạn. Đó. Đó. Rất là dễ thôi. Còn phần gạt sang bridge, gạt bridge thì là khi anh em gạt chế độ bridge ở kênh C, kênh D thì là hai kênh này. Ví dụ như là hai kênh này, mỗi kênh nó 1300W thì là hai kênh nó sẽ cộng lại nhé, nó sẽ chập vào để nó ra một công suất lớn nhất để đánh cho cục đẩy của chúng ta nó sẽ căng hơn. Đấy, đánh lực hơn. Đó. Còn đây là độ nhạy thì chúng ta thường hay để là em hay để giữa chính giữa nhé, là phần đúng 1V này. Đấy, phần độ nhạy này. Riêng con này là em để giữa. Ở đây nó có ba chế độ là 0.75, 1.41 và 1 thì em để chế độ giữa. Đó. Rồi, ok. Giờ em sẽ mở lắp cho anh em xem cái con đẩy này. Lắp của nó cũng đã là rất là nặng đó. Quá chi là khủng khiếp luôn đúng không ạ? Anh em nhìn. À, biến áp rất là to đúng không ạ? Biến áp đồng vàng chéo luôn. À, rất chi là dày nhé. À, rất là dày, rất là to luôn. Nhìn cái biến áp này quá đẹp luôn. Hàng chuẩn thì bao giờ nó nhìn nó, cái nội thất của nó cũng khác anh em nhé. Đấy, hàng chuẩn. Hàng này thì không còn gì phải nói rồi, nhìn quá bự luôn. Nó không những to mà nó còn rất chi là dày nhá. Nó tận dưới là size 3U mà nó còn lồi cả lên này, anh em nhìn này đúng không? Đó. Cho anh em xem tụ.
tụ. Tụ này thì nó có 2 tầng tụ. Mỗi tầng là 16 tụ. Đấy, ở dưới nó có một tầng nữa. Ở dưới nó có một tầng nữa anh em nhé. Ở dưới này nó sẽ có một tầng tụ nữa. Đấy, vị trí là 2 tầng tụ nó lên tới 32 tụ. 32 tụ. Điện áp quá lớn luôn đúng không ạ? Chơi con này thì khỏi phải suy nghĩ. Bên mạch thì rất là đẹp. Sò cho anh em xem. Soi phần sò thì đây là nó sò chạy sò LGV kép. Đấy. Sò LGV kép nhá, thẳng tắp. Đấy. Những phay nhôm làm mát. Đấy. Con này lên tới 80 sò. Đấy. 80 sò anh em nhá. Quá khủng luôn. Sò này lên tới 80 sò. Cho các bác nhìn luôn. Đó. Rất là đẹp, mên mạch, dây dợ rất đi rất gọn gàng nha. Đằng sau quạt rất là to luôn. Quạt đằng trước, đằng sau. Đúng không? À, rất to. Chơi con này thì anh em không phải suy nghĩ gì. Đó. Cứ mỗi một kênh anh em để ý nó đều có một cái cầu chì đấy, dưa len tự ngắt đấy. Khi mà nó có bị làm sao nó sẽ ngắt lại anh em nhé. Đấy, mỗi một kênh này rất hay. Hàng này anh em mua về thì không phải suy nghĩ gì, nói chung là giới thiệu thì cứ là giới thiệu thôi, chứ còn chất thì nó vẫn là chất rồi đúng không ạ? Quá đẹp, quá mini luôn. Tất cả bên em là hàng mới hết nhá, không phải là hàng bãi đâu. Hàng mới, hàng xịn xóa hết. Hàng của hãng. Nhiều anh em đã mua con này rất nhiều rồi, về chơi quá chi là ok, nó khỏe. Khi cục đẩy nó đã khỏe thì nó ra chất âm rất chi là chuẩn nhá. Đấy, nó rất chi là tròn. Đấy. Nghe rất là hay. À, nó không phải là như những cái dây cục đẩy mà yếu thì là chúng ta nghe thì nó vẫn chưa đủ chưa đủ độ căng đấy, đủ lực của nó thì nghe nó vẫn không được hay lắm. Riêng con này anh em mua về chơi sự kiện, chơi ba, chơi trong gia đình thì cũng là rất là ok, quá là đẹp đúng không? Chiếc AP nhá, rất là bền, độ nhạy rất chi là cao. Độ nhạy rất cao anh em nhé. Chúng ta chỉ cần nháy một chút thôi. Công suất khỏe cho nên là chúng ta cũng cần phải mở. Đấy. Mở lớn. Đó. Tất cả đều có tem hết anh em nhé. Đấy. Cho anh em xem lại một lần nữa. Nội thất con này cũng quá kinh khủng luôn đó. Đó. Quá là ok. Rất là đẹp nhá. Con này thì nó lặng. À, thông báo với em con này nó rất lặng nhá. Con này nó lặng gần 50kg cơ. Nó rơi vào tầm 47 cân. Đây. Rất là lặng. Bởi vì anh em nhìn cái biến áp này. Biến áp của nó toàn bằng đồng chứ. Nó rất là to. Đấy. Nó rất là to, lặng là lặng con này anh em nhé. À, lặng lặng con này. Chứ vỏ thì không đáng bao nhiêu đâu. Nó lặng lặng ở cái cục này, này. Cục này rất là lặng nhá. Mỗi lần bê con này là rất chi là chật vật, khổ sở với con này. Nó gần 50kg này. Mỗi lần giao hàng cho anh em là khi test hàng và đóng hàng là rất chi là cẩn thận. Bởi vì nó lặng. Cho nên là nó lặng quá, cho nên là mình đóng hàng mình phải cẩn thận. Hôm nay nó xảy ra cái lỗi gì là khi anh em mang về đấy, tới tay anh em thì này, nó sẽ có vấn đề gì là bên em sẽ rất chi là không yên tâm đấy. Rồi bây giờ em không để anh em chờ lâu nữa, em sẽ đóng nắp vào và sẽ test chất âm cho anh em nghe để anh em tham khảo. Xin thông báo lại với anh em cái giá của cục đẩy này bên em đang bán với giá là 10 triệu không bao ship anh em nhé, bởi vì cái giá bây giờ là nhập vào nó rất chi là cao, nó không như trước nữa. Trước thì con này 10 triệu là không bao là bao ship, nhưng bây giờ mỗi một ngày nó một khác đấy, thì
bên em sẽ không bao ship cục cùng lợi nữa vì nó quá nặng. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Rồi em sẽ đóng nắp và test chất âm cho anh em nghe. Đó, và bây giờ em sẽ test nhạc đấy, của cục đẩy MA1300 này cho anh em nghe chất âm của nó nhá. Chất âm thì quá hay rồi. Và không để anh em chờ lâu nữa, em sẽ test đấy. Đây em đang chơi, mỗi kênh chơi một cặp 30 anh em nhá. Mỗi kênh chơi một cặp 30. Quá hay đúng không? Đó, kênh bên này. Đây đang mở rất nhỏ đây. Đang đánh một cặp đứng và một cặp treo anh em nhá. Đấy. Đang đánh một con đứng và treo. Đâu hay cho anh em đúng không? Đèn mới hơi nháy một chút anh em nhá. Công suất quá lớn luôn. Đèn hơi nháy một chút. Đây đang mở với mức tầm 8 giờ thôi. Đấy 8 9 giờ thôi. Hai quạt. Quạt trước và quạt sau chạy rất chi là êm. Quạt trước và quạt sau chạy rất êm anh em nhá. Riêng con này mà anh em mà chơi chơi sự kiện hoặc chơi trong gia đình thì quá chi là ok luôn. Bởi vì con này nó công suất nó quá lớn. Đấy, cho nên là máy chạy rất chi là ok nhá. Nó bền. Công suất lớn khi anh em chơi những cái cặp 30 hay là 40. Đấy. Thì là nó sẽ máy chạy nó dư công suất nó nhiều cho nên là nó rất chi là bền máy. Đấy. Cho nên là anh em không phải yên tâm, không bao giờ sợ chết cái loại chết cái kia hay là không bao giờ sợ bị lóng anh em nhá. Thường anh em chơi vừa đủ công suất hoặc là nó vẫn còn thiếu một chút thì là nó sẽ rất chi là lóng máy. Anh em nhìn thấy đằng trước hai cái và bây giờ đằng sau hai quạt làm mát rất chi là khủng nhá. Đây em đang đấu nhạc vào trực tiếp từ máy tính. Đấy, từ máy tính trực tiếp vào cái này. Và dây ra loa đây. Đây em đang chơi hai kênh thôi nhá, vẫn còn hai kênh nữa. Vẫn còn hai kênh, kênh C, kênh D nữa để cho anh em chơi. Vẫn còn hai kênh nữa. Đó, rất đơn giản đúng không? Nghe rất hay. Riêng cái phần phần gạt steel bridge parallel này, anh em chú ý cho em nhé. Khi anh em để cho em khi anh em chơi full ấy thì anh em hãy lên để steel ấy, để đúng chế độ steel cho em nhé. Đó, để đúng vào vị trí giữa này, gạt vào vị trí giữa này. Còn mà kênh C kênh D mà bác nào mà muốn chơi lặng ấy, chơi chậm bridge ấy thì các bác hãy gạt về phần bridge hay là muốn linh thì chúng ta gạt parallel nhé. Còn không thì anh em để cho em hết phần steel. Đó. Còn cái này là cái độ nhạy anh em nhá. Đấy. Độ nhạy thì chúng ta thường đây nó 0.775 và 1.41 4 volt và 1.0 volt. Đấy, cái này là 1 volt thì anh em để vào chính giữa nhá. Cái này riêng cụ đẩy này anh em để vào đúng 1 volt cho em. Đấy, độ nhạy. Để đúng vị trí này. Con này thì nó không có cầu xoắn cho nên là tất cả thì là em dùng rắc lưu trích. Đấy, dùng rắc lưu trích cắm hết anh em nhé. Đó. Nghe quá căng luôn đúng không ạ? Đây em mới đang chơi có hai kênh thôi. Rồi, ok, em làm video ngắn, anh em xem video thấy hay nhớ lại ủng hộ kênh cho em. Đấy, giá hiện tại con này bên em đang bán với giá 10 triệu không bao ship. Đấy, bác nào muốn mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em ạ.